Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video thật của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc so sánh giữa hai chai nước hoa, đó là Blue Chanel Parfum và Dior Sauvage Eau de Parfum. Hai chai nước hoa này đều là những cái sản phẩm có thể gọi là mới nhất của hai nhà Chanel và Dior. Một bên với cái mùi hương nam tính, quý ông, lịch lãm, đó là Blue Chanel. Một bên mùi hương sexy, hoang dã và có thể nói rất là thu hút các chị em khi mà được ngửi thấy mùi hương này, đó là Dior Sauvage. Vậy mùi hương nào sẽ được đánh giá cao hơn khi mà các chị em được ngửi mùi? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời. Và sau đây chúng ta hãy cùng xem phản ứng của các chị em khi được ngửi mùi hương của hai chai nước hoa này và chai nước hoa nào sẽ được đánh giá cao hơn. Mình có hai mùi hương của hai chai nước hoa ấy. Bạn ngửi giúp mình và bạn thấy bạn ưng mùi hương nào nhất nhá. Đây, cái đầu tiên này. Đây bạn gửi vào chỗ này. Và cái này. Bạn thích mùi hương nào? Em chắc là em thích cái mùi hương thứ hai hơn. Bạn thích mùi hương thứ hai này hơn nào? Em thích mùi nó nhẹ nhàng hơn, là không mùi nó quá. Ok rồi, mình cảm ơn nhá. Rồi, Blue Chanel. Rồi, ok, mình có hai mùi hương của hai chai nước hoa ấy. Bạn có thể gửi giúp mình và mùi hương của chai nước hoa nào bạn cảm thấy thích hơn nhá. Đây chai đầu tiên. Đây. Bạn đi thích mùi hương chai nào hơn? Mùi này à? Ok, Blue Chanel. Rồi mình cảm ơn nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ở đây mình có hai mùi hương của hai chai nước hoa ấy. Thì các bạn có thể gửi giúp mình và các bạn thích mùi hương nào? Đầu tiên này. Vào đây. Cái đầu hơn à? Cái đầu hơn à? Còn bạn thì sao? Mùi hương đầu nhẹ hơn. Mùi hương đầu, trong mình có thể mượn lại một cái mùi hương đầu được không? Là cái này. Cái thứ hai này thì lại hơi mạnh hơn à? Rồi ok, Dior Sauvage. Rồi mình cảm ơn nhá. Rồi cảm ơn hai bạn rất nhiều. Ok, mình có hai mùi hương của hai chai nước hoa. Bạn có thể gửi và cho mình ý kiến là bạn thích mùi hương của chai nước hoa nào hơn nhá. Chai đầu tiên. Đây, bạn gửi vào đây này. Đấy là dạng này. Đó. Và chai thứ hai. Bạn thích mùi này à? Tại sao? Em thấy nó kiểu nó mùi em thích ấy. Kiểu bạn... em thích mùi này. À đấy ạ. Bạn có thấy mùi này nó sexy không? Em nhìn nó kiếm được. Kiến du. Ok, rồi mình cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dior Sauvage. Rồi, cảm ơn bạn. Đây là mình có hai mùi hương của hai chai nước hoa ấy. Thì các bạn có thể ngửi và mùi hương nào các bạn cảm thấy thích hơn. Ok, đây là mùi hương thứ nhất. Đây các bạn ngửi vào đây này. Ok, đó. Mùi này giống kiểu mùi là gì ạ? Đây là Dior Sauvage. Đây cũng không biết cái rượu anh nhỉ? Đúng rồi. Kiểu tiếng Pháp nó kiểu. Đúng rồi, nó là nước hoa của Pháp mà. Các bạn thích mùi hương nào? Mùi này hả? Bạn thích mùi này à? Kiểu mùi này. Ok. Quên. Mùi này của nhà Chanel, Blue là Chanel, còn là mùi này là của nhà Dior, Dior Sauvage. Vậy là mỗi người lại thích một chai. Ok, rồi mình cảm ơn nhá. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mọi người có thể thấy kết quả không chai nước hoa nào được đánh giá cao hơn chai nước hoa nào. Cả hai chai đều được các chị em người này thích mùi hương này, người này thích mùi hương kia. Nhưng tổng kết lại, hai chai nước hoa này là ngang nhau. Đối với cá nhân của mình, thực ra thì mình để một chọn một chai nước hoa nào mình thích hơn cũng rất là khó. Đó. Thế nhưng đối với mình thích mùi hương của Dior Sauvage hơn. Bởi vì mình thích trong mình thích cái vẻ trong nó, bản thân Dior Sauvage Eau de Parfum này, bản mới này nó bắt đầu cũng đã có cái nét trầm và có thể gọi là cũng khá là manly, nhưng nó vẫn giữ được cái chất sexy thu hút khi mà được
khi mà mọi người ngửi thấy mùi hương của nó. Do đó, bản thân mình thì mình vẫn thích bản Dior Sauvage Eau de Parfum này hơn là Bleu de Chanel Parfum. Nhưng mà nói như thế không nghĩa là sản phẩm của nhà Chanel kém hơn. Cái này nó chỉ là gu và quan điểm của mỗi người. Đó. Thì video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng video này của mình có thể giúp được cho các anh em, nếu như bạn nào còn đang lăn tăn phân vân nên chọn mùi hương của chai nước hoa nào. Đó. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.